Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh livestream của 500 Pro Studio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu chung kết của giải đấu ESL Pro League Season 8 ở khu vực Australia, vâng, khu vực Úc. Và ngay bây giờ đây sẽ là màn hình in-game của trận đấu này. Map thi đấu đầu tiên sẽ là map thi đấu Cache. Đây là map pick của Order, nhưng Grey Owl Gaming họ chọn chơi bên phía T-Side trước. Và một cái quyết định khá đặc biệt đến từ Grey Owl Gaming. Và bây giờ thì đang là tình huống thủ bom xe A rất điếm đến từ Order. Đang có tình huống di chuyển lên khu bom xe A. Bắn nhau rồi, Akan yếu máu nhưng vẫn có cho mình cái đầu của Zep. Vâng, một tình huống trên góc là quá chính xác rồi. Prefire là rất nhiều đây. Nick Stacy có mạng của Inns và double kill dành cho vị trí của Nick Stacy. Đưa về một tình huống 2v5. Có lẽ như vậy thi đấu này Order họ sẽ phải cố gắng đi retake bom thôi khi còn lại hai thành viên cuối cùng. Cơ hội dành cho Order liệu rằng có hay không? Vâng, cũng bắt súng cả mid nữa. Imagine đổi được một mạng của Nick Stacy. Và ngay sau đó Dexter kết thúc được Hash. Chỉ còn lại một mình vị trí của Imagine. Bây giờ thì quyết định sẽ làm gì, và cuối cùng thì Dexter có cho mình được double kill. 1-0 dành cho Greyhound trong round thi đấu này. Lấy được lợi thế từ rất sớm. Mặc dù là Order họ stack với 3A ở trong round thi đấu đầu tiên vừa rồi. Đẩy cả Amen luôn để có cho mình một cái vị trí ngắm tốt ở cửa Amen. Nhưng quá đáng tiếc Greyhound họ check góc quá chuẩn. Một cái sự lựa chọn ra chơi ở T-side trước là hợp lý. Ở quả đết vừa rồi là khá đau, nhưng Dexter vẫn có cái đầu của Imagine. Bây giờ thì đang có tiếng đẩy lên. Nick Stacy kết thúc Alistar. Chính xác hơn là Alistair, không phải là Star. Round thiếu này thì Order họ lại chủ động fork bài. Những quyết định rất táo bạo đến từ cái team. Dexter vẫn đang trên núi. Như vậy thì Sterling là người phát hiện ra được vị trí của Inns. Rồi thiếu này Greyhound họ đang chủ động giữ lại ở cửa Amen, có lẽ thì sẽ là đẩy thẳng lên. Inns vẫn đang cố gắng cường. Vâng, tình huống hiện tại thì bắn được Dexter còn 38 máu. Walk vào trong Amen rồi. Nick Stacy chắc sẽ là người đi đầu để thi mạng. Tình huống này thì Zep vẫn đang là người thủ bom xe A. Inns cũng đang ở CD chắc rồi và đang có sự hỗ trợ về đến từ vị trí của Hash. Vào trong bom xe, Stacy đang check góc và Zep cần phải đổi được một mạng ở trong bom xe và Inns có cho mình cái đầu. Nick Stacy vẫn double kill từ vị trí của Zep. Bây giờ thì tiếp một kill hay không đây? Vâng, yếu máu rồi. Và đó là bắn trượt và Manta kết thúc được Zep. Bây giờ thì vị trí của Inns có một mạng hay không? Khó khó. Và ngay sau đó thì Hash kết thúc Dexter. 1v1 nhưng Manta là người bắn tốt hơn. Double kill đến từ vị trí của Manta. Round thắng thứ hai cho Greyhound. Bây giờ thì Order sẽ eco trắng. Eco trắng rồi anh em ơi. Chính xác thì Order họ được xử thắng một map bởi vì họ là nhánh thắng. Họ là nhánh thắng nên họ được xử thắng một map. Và bây giờ thì cách biệt đang là 1-0. Nếu như Greyhound họ muốn comeback thì họ bắt buộc phải giành chiến thắng. Comeback 3 round 3 map luôn. Họ cần phải comeback 3 map. Bây giờ thì bên phía Grey Owl Gaming họ tràn vào bom xe A. Thêm một lần nữa, 3 round thi đấu. 3 round thi đấu liên tiếp họ tràn vào bom xe A. Vị trí của Akas có cái đầu của HZ. Và bây giờ thì Imagine lộ vị trí rồi. Akas đã có cho mình được quá round kill. 3-0 rất nhanh chóng cho Grey Owl Gaming. Round thiếu này sẽ là full buy và key round cho Greyhound. Order họ chủ động di chuyển 2 mid và một người solo B. Vị trí solo B của Alistair đã bắt được Manta. Hát cũng đã chọn cho mình được khu vực ở trong ven rồi. Như vậy thì Order họ sẽ cố gắng không để thủng mid. Map thi đấu cà chê này nếu như mà thủng mid thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Vâng, bây giờ thì sẽ có nét ném ra núi. Vâng, một con nét hơi cao. Theo thông báo của studio thì thời điểm này 500 Bros sẽ không phát livestream trên kênh Twitch nữa và chỉ phát trên hai đường, đó chính là YouTube và Mixer. Vừa rồi Nick Stacy vả mồm đã in. Bây giờ thì dép thôi, sai timing. Và đó là double kill. Vâng, Imagine đang cố gắng núp ở khu vực highway. Ở trên roof vẫn đang có người.
Ocas đang tiếp cận rồi. Prefire là rất nhiều và Rook nằm xuống đó vị trí của Dexter. Và bây giờ thì có một tình huống bắn lỗi. Sterling kết thúc MG, chỉ còn là một mình Alistar bây giờ đi xếp xuống rồi. Đồng đội bắn là hay, nhưng mà bây giờ thì có lẽ nhưng không thể cố gắng hơn đến từ vị trí của Sterling ở Alistar. Round thắng thứ tư cho Greyhound và yếu tiền đến từ Order. Không biết rằng là trận thi đấu này thì Greyhound Gaming họ có comeback đấy không? Thôi xong rồi, bắn trượt rồi. Trốn đi thôi. Và bây giờ thì xếp kiểu gì đây? Bắt được Dexter. Yếu máu rồi. Sterling đang yếu máu. Có cho mình được một tình huống bắn tốt. Và đó là Sterling bắt được Ali. 4 round thắng cho Greyhound rất dễ dàng. Tỷ số là 4-0. Rất nhanh chóng, đây là map pick của Order. Và bây giờ thì đang có tình huống chiếm mid. Vị trí hiện tại Dexter ném quả nết rất đau. Alistar là người phải nằm xuống. Bây giờ thì Dexter đang chọn cho mình vị trí cương ở khu middle. Và thời điểm hiện tại thì Order họ chỉ eco mà thôi. Rất nhiều đề đúng mùa. Cũng đã có cơ hội cho Order bởi những khẩu DE rồi. Order họ được thắng một map, nhưng tôi nghĩ rằng Greyhound sẽ cố gắng comeback lại. Vừa rồi Sterling có cho mình được thêm một bạn nữa, và đó là Inns là người phải nằm xuống. Order họ cũng chỉ còn lại 3 thành viên thôi. Tôi nghĩ rằng là vị trí của Emergen sẽ cố gắng bắn xếp cho mình cái giáp 2. Emergen đang tượng cương ra và Dexter đang ở đây rồi. Đó là sai thăm mình. Dexter có cho mình double kill. Dexter yếu máu phải nằm xuống bởi dép. Có một khẩu AK trước mặt. Có lẽ như sẽ là đi xếp súng rồi. Bom sẽ đặt thành công ở khu bom site B. Đây cũng đang là trận đấu chung kết rồi. Tỷ số bây giờ là 5-0. Và round sau thì Order sẽ full buy. Và full buy thì nếu như lại thua thì cách biệt sẽ còn nâng cao hơn nhiều nữa. Đây là map pick của Order. Nhưng Greyhound Gaming họ lại chủ động pick T-side. Có lẽ họ cảm thấy an toàn hơn khi chơi bên phía T-side. Bây giờ thì Order call timeout. Sau 5 round thua thông thì họ cần phải tính toán lại cách chơi của họ. Độc quyền luôn anh em. Không, có nhiều kênh phát mà. Anh em check trên HLTV có nhiều kênh phát mà, chứ có phải độc quyền đâu. Úp họ phát ở mầm đấy thôi. Độc quyền của 500 Bros tại Việt Nam. Nghe có vẻ hợp lý hơn là độc quyền, không có kênh nào phát. Anh em bảo không? Và ngày hôm nay thì chung kết trận này bắn bo 5. Order đang dẫn 1-0 do lợi thế được xử thắng một map. Vâng, chúng ta sẽ đến với round thi đấu full buy. Như vậy thì Order sẽ di chuyển với một mid, 2B và 2A. Một bên default. Ui, chưa kịp bút nhau lên. Quá đen cho vị trí Wins. Và bây giờ thì Dexter chủ động refine rất nhiều góc. Một sự tỉnh táo đến từ Greyhound Gaming. Sau flash sẽ được bút vào. Dexter đang tạo rất nhiều tiếng của bom xe A và thậm chí là còn giết được cả một người nữa. Alistar cũng phải back về, sẽ là bỏ mid hoàn toàn đến từ vị trí của Greyhound Gaming. Nhưng hiện giờ thì ở ven cũng đang có rồi. Emergen sẽ là người thủ ven. Vị trí hiện tại thì
Greyhound sẽ lại đi fake B và đánh vào A. Flash bắt đầu trả vào và cần người back trở về hay không đây? Nếu như hút được người thì Manta sẽ là người thành công khi fake bom xoay B. Bắt đầu đang có tình huống back về cửa anh men rồi. Vì chị hiện tại thì MG đang cương ven. Vâng, lộ ra đây, vâng, Dick Stacy bằng chưa hết đạn thì đã là chạy rồi. Lửa ném ra, hai quả lửa trả ra là rất nhiều. Vì chị hiện tại thì MG đang chỉ có lại 17% máu và 5 số của Manta. Ở trong cuộc bom CA thì Alistar đang cương ở trên khu vực thùng đỏ. Thôi xong rồi, hai quay và tiếp cận lên tầm này là xong rồi. Nhưng Alistar đã nhìn thấy, phát hiện ra Alistar bắn chết Alistar đến từ vị trí của Dick Stacy. Như vậy thì hai vs 5, Order sẽ đi xếp xuống đôi. 6 round thắng cho Greyhound Gaming. Cơ hội dành cho Order không còn nữa. Bây giờ thì Greyhound đi bắt súng. Tôi còn rất nhiều tiền ở đây, tôi sẽ đi bắt đến chết. Và tôi bắt cho ông hết súng hoàn toàn luôn. Chỉ còn lại dép với H với khẩu AK và M4. Muốn xếp cũng cảm thấy khó ở khu bom sai B như thế này. Như vậy thì bỏ hoàn toàn ở khu bom sai A để sang bắt súng ở B. Vị trí của dép đã lộ ra. Cass là người đầu tiên để nằm xuống. Dép với cả Hass liệu rằng có kèm chéo để thủ tốt hay không đây? Flash vẫn còn. Vâng, bây giờ thì cần Flash để tách ra. Và bây giờ thì có một màn tốt. Dick Stacy kết thúc Hass. Chia tại thì dép nằm xuống với Dick Stacy. Triple kill, mất súng S hoàn toàn. 6 round thắng cho Greyhound. Eco trắng rồi. Ở tầm này thì Emergen với Z thì là người up cho mình DE với cả giáp 1 full Dico. Dick Stacy đã bắt được Alistar trong tình huống vừa rồi. Greyhound Gaming trong round thiếu này thì họ sẽ di chuyển về khu bom xe A thêm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng Greyhound họ sẽ cố gắng comeback để giành chiến thắng cho trận đấu này thôi. Akas đang đi vào, vuốt Eco, Manta và Dick Stacy là người có mạng. Như vậy thì vị trí của H đổi được Akas, Dick Stacy có cho mình được triple kill. Sterling là người phải nằm xuống. Ngay sau đó vị trí của In đang bị tiếp cận. 12 máu, no hope rồi. 7 round thắng dành cho Greyhound. Và đó là qua kill đến từ vị trí Dick Stacy. Cơ hội dành cho Order trong map thi đấu này có lẽ như sẽ là hơi khó khăn để có thể giành chiến thắng. Tỷ số, tôi nghĩ tổng tỷ số sẽ là 1 đều thôi. Đây là map pick của Order. Anh em thấy không? Map pick của Order mà bắn chán như thế này thì Greyhound họ không việc gì, họ phải sợ cả. Không việc gì phải xoắn cả. Tỷ số bây giờ là 7-0 và lại là time out rồi. Bây giờ thì sẽ là round thi đấu thứ 8. Trong trận thi đấu này thì Greyhound Gaming họ kinh tế là giàu. Và những bài đánh của Greyhound vẫn đang là hiệu quả, Order chưa để bắt được. Sẽ là hai người thủ B. Và tình huống này thì Greyhound lại đi fake B thôi. Khu vực mid và đồ thì vẫn đang có vị trí của Inns. Như vậy thì sẽ có một tình huống căn vết để ném smoke highway và buff flash ra. Inns bắt buộc phải lùi về rồi. Nếu như bây giờ mà Greyhound Gaming họ lủng ở khu vực bom site A thì sẽ rất khó. Round thi đấu này thì họ lại không chủ động fake nữa và đã bắt đầu di chuyển lên highway rồi. Order cũng đang cảm thấy rất bối rối khi họ bị fake bom sai quá nhiều.
Nick Stacy đã vào ven. Và bây giờ thì đang chờ đợi Tham Minh để di chuyển vào A thôi. Liệu rằng có tạo tiếng ở bên nhanh hay không? Nick Stacy cần phải tạo tiếng nhiều hơn. Cũng bom sai B và bây giờ thì bom back về B. Sẽ là một round thi đấu đánh vào B. Và bây giờ thì vị trí của Alistar có mảng hát. Và ngay sau đó là Emergen kết thúc Nick Stacy. Chỉ còn lại hai người bên phía Greyhawk hình mình thôi. Emergen có mảng của Nick Stacy rồi. Free Fire là rất nhiều và Manta có cho mình mảng của Emergen. Ngay sau đó thì hát đang là người bắn tốt và Manta nằm xuống. Chỉ còn lại một mình Sterling trong tình huống này. Khi mà Tham còn lại 8 giây và không còn Tham nữa, sẽ là xem súng đến từ vị trí Sterling hay là đi bắt đây. Và bây giờ thì bắn trượt rồi. Goodbye Sterling và round thắng đầu tiên cho Order. Tỷ số là 1-7. Và Order, họ đã giành chiến thắng round đầu tiên. Sẽ là reset tiền và họ cần phải thắng trong cái round thiếu này. Greyhound Gaming đúng là sau một cái match bow thì luôn luôn có những sự thay đổi. Mặc dù bây giờ mới là 2 giây chiều thôi nhưng đang có 178 anh em đang theo dõi trên kênh YouTube. Và thêm một luồng nữa đó là Mixer, nhưng chủ yếu thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến YouTube mà thôi. Vâng, Greyhound Gaming di chuyển với 5A. Round thi hôm nay Alistar có bắn hay như round trước hay không đây? Đáng kê vào rồi, Flash có lẽ nhưng sẽ được bút vào hai quả Flash trên người Dexter. Vâng, Sterling và Dexter sẽ người ném Flash. Bắt đầu trả vào đây, Alistar, Tham Minh là hay và Nick Stacy nằm xuống. Vị trí của Zep hiện tại đang cường skill, Manta kết thúc in rồi. Vâng, Zep cần phải làm gì đó, Free Fire trước, và bây giờ thì đã tâm là đẹp. Vị trí của Zep có cho mình được một mạng và ngay sau đó Emergen kết thúc nữa. Cast đưa về một tình huống 2v4. Nhưng Dexter lại headshot được vị trí Ali rồi. Sterling đẳng đây, cường ơi bắn lỗi ạ. Và ngay sau đó vị trí của Dexter là người phải nằm xuống. Vâng, vừa rồi là một tình huống mà Sterling bỏ lại người đồng đội của mình. Một đấu ba, còn cơ hội hay không đây? Như vậy thì có lẽ Sterling sẽ móc ra mid. Móc ra mid rồi. Tôi sẽ chờ đợi một tình huống móc ra mid đến từ vị trí của Sterling để có thể đi bắt súng. Sờ mốc lại được ném ra đây, hết đường chạy. Như vậy thì Sterling, tiếng này Sterling sẽ làm gì? 30 giây còn lại. Sterling chạy chủ động fake tiếng ở A, ở cửa A main và sau đó lại quay về mid. Một đấu bà nhưng với 25 giây. Tham là rất khó, nhảy check rồi, thôi nhìn thấy rồi. Chắc chắn Sterling sẽ đi xếp súng. Hai round thắng cho Order. Có lẽ thì Sterling sẽ không thể làm được. Vâng, tập trung rất nhiều vị trí ở đây nhưng Sterling bắt được Hart. Hai thành viên còn lại của Order họ sẽ chạy thôi, không lộ ra để mất súng nữa. Round thắng thứ hai, tỷ số bây giờ là 2-7 cho Order. Greyhound Gaming vẫn full bài được. Hát đang cương rồi. Đây sẽ là một chủ động, tình huống mà chủ động cương để phát động tấn công về vùng bom sai B. Hát sẽ không còn đường để ngắm nữa. Ném lửa là hợp lý. Và bây giờ thì bên phía của Greyhound Gaming bắt đầu tràn vào. Vị trí hiện tại thì Hát bắn lỗi một biển. Ngay sau đó thì Hát bắn trượt biển thứ hai và hút bài hết luôn. Manta có mạng ở vị trí Emergen, headshot được Nick Stacy trước đó. Có vẻ như server hơi bị giật lag một chút. Vâng, 4v4 đang có đứng ở checker. Bây giờ thì bên phía của Greyhound Gaming họ sẽ chơi chậm lại. Bốn đấu bốn. Vâng, bây giờ Lacta, Manta có như mình mạng Alistar. Thêm một lần nữa thì lại hết đạn rồi. Hơi đen nhưng thùng 3 vẫn đang có người.
Cass đang tanh vào, có lửa được ném ra. Bây giờ thì các thành viên của bên phía Team Order, họ mất thành viên ở bom B rồi. Đặt bom cần phải nhanh hơn thôi. Và đó là hết time. Order có cho mình vào thắng thứ 3 một cách diệu kỳ. Và đó là một tình huống ném lửa ra quá thông minh. Tỷ số là 3-7. Một tình huống bắt bài với quả lửa cực hay đến từ vị trí các thành viên Team Order. Và Greyhound họ đã tuột mất đi một round thắng. Thật sự sử dụng đến rất nhiều não trong pha xử lý vừa rồi. Như vậy là 3-7. Và Greyhound Gaming họ vẫn sẽ full bài. Đây sẽ là một round dành cho bên phía của Greyhound Gaming. Order cũng đang yếu tiền. Greyhound họ vẫn làm chủ ở khu vực mid với A-Main là rất nhiều. Nhưng đến cái khu bom xe B thì họ đã lủng. AK với ọp. Emergine ở đây rồi. Thêm một lần nữa thì Alistar lại là người bắt được Akas. Vâng, Alistar có cho mình được hai mạng. Và ngay sau đó thì Emergine kết thúc Manstar. Như vậy thì Alistar cương ra và đó là một tình huống bắn trượt. Và cuối cùng thì Zep có double kill và kết thúc đội hình của bên phía Greyhound. Như vậy thì Order đang có tình huống comeback trở lại. Tôi vẫn chưa hiểu sao để cho Greyhound Gaming lên 7 round. Anh em có xem kèo gì không? Anh em có xem kèo gì, nó có chấp trùng gì không? Khi mà tôi thấy Greyhound lên 7 một phát là Order nó bắn thật luôn. Vâng, cũng cảm thấy hơi khó hiểu một chút. Vâng, bây giờ thì Greyhound Gaming họ sẽ mua SMG và Rust Blue Door rồi. Vâng, 1 Mark 10, 2 Mark 10, 4 Mark 10 mà 3 Mark 10 như lại di chuyển ở khu Blue. Bây giờ thì chúng ta cùng Alonso. Nào, bây giờ thì chuẩn bị Alonso vào. Flash bước vào đây, mở cửa. Vâng, Alonso tổng tỷ vào. Và bây giờ thì chúng dép có cho mình được một mạng chung và nằm xuống ở Akan. Vì chứ không in bắt buộc phải lùi trở về. Ném lửa ra khu bom sai. Bây giờ thì Alistar ngắm Blue đỏ lộ ra đây rồi. Và đó là tình huống kết thúc thanh niên cầm bom. Và đó là Dexter. 3v4, cơ hội dành cho Order là vẫn còn. Nhưng bom đã được nhặt thành công. Đặt bom là khá đẹp cho tình huống này. Vẫn sẽ làm quả bom dành cho khu A-Main. Sơ bốc rồi. Vâng, bây giờ thì giữ lại khu bom sai mà thôi. Vâng, Akas sớm bốc bắt đầu được trả vào. Bây giờ thì có cả sớm bốc vào khu A-Main nữa. Vâng, bây giờ thì còn lối đi nào cho nhau. Manta đang móc hai quay rất bình tĩnh đúng này. Xây xuống, wow, hơi vội vã. Và Invasion có 3 mạng. Và như vậy round thắng thứ 5 đến với Order. Đỡ với chúng tôi đi. Vâng, Order có round thắng thứ 5 một cách rất nhanh chóng. Vị trí của Manta là người móc ở khu hai quay nhưng hơi vội vã dù hôm đó. Tỷ số bây giờ là 5-7 rồi. Order đang comeback trở lại. Comeback is you. Sterling đang đưa ra gần lo luôn. Vâng, bút flash ra mid. Round thiếu này thì Order họ không ném smoke ra mid. Vì Alistar lại là đang là người cương. Như vậy thì đã đoán được thành công. Bắt đầu trả flash ra để đẩy lên. Boot cho lên rồi. Khá thẩm mỹ nhưng tình huống boot là hơi chậm chế. Greyhound họ đã chiếm được mid rồi. Ba người ở mid trong tình huống này. Thậm chí cả op ngắm hay quay. Op ngắm và gì nữa. Vâng, lộ ra. Hai người đang chơi ở trên khu vực mái nhà. Vì chú Dexter lộ ở khu hai quay. Như vậy thì Order họ đã biết rằng là Greyhound Gaming họ đang di chuyển rất nhiều người ở mid. 4 mid rồi. 4 mid và 1 B. Thời điểm hiện tại thì bắt đầu tràn ven. Vâng, đang zoom off lên. Và đó là tình huống zoom off sai đến từ Hats. Và Dick Stacy có mạng và cương thẳng với City bắn nhau. Có cương hay không? Vâng, quyết định lùi rồi. Như vậy là không có quyết định cương. Alistar suýt chút nữa thì có mạng. Bây giờ thì có xuống đục vua bang ở đây. Ôi, suýt được rồi. Đục thêm phát nữa đi anh, có phải ngon hơn không?
Và bây giờ thì đục checker có vẻ như sẽ là hợp lý tình huống này. Dexter đang đứng ở góc để Kevin. Vì hiện tại thì Greyhound đã đặt bom tấn công, hai quả lửa ném ra bom sai như thế này thì đỡ làm sao được. Manta đang múa lửa. Bây giờ thì chưa Manta có mà người in với chiếc Warrior các thằng cũng tìm được dép. Hai người còn lại bên phía Order. Manta có cho mình được double kill rồi. Emergine chạy thôi, chạy ngay đi. Vâng, như vậy là không chạy. Dick Stacy đang lên, có một cuộc bắn tốt đến từ video Dick. Và như vậy thì round thắng thứ 8 cho Greyhound. Tỷ số bây giờ là 8-5. Một round thi đấu vào B hay Order trong round thi đấu này thì họ sẽ quyết định hát bài. Tôi nghĩ rằng hệ sẽ hát bài thôi. Ồ, full rồi. Vâng, như vậy là full bài. Một key round dành cho Greyhound Gaming. Như vậy thì họ sẽ full bài bắn một mất một còn trong round thi đấu này. Vâng, Inns Emergine đã cương lên được sau quả smoke. Cấu được rất nhiều máu. Ui, Dexter bắn chết người của mình. Nhưng trước đó thì Dexter, không chính xác là sau đó Dexter kết thúc được Emergine. Và Dexter cũng có cái đầu của Inns nữa. Được, bây giờ thì Dexter đang chờ đợi thời gian và tham binh để di chuyển. Zep đang cương dạ rồi. Đây sẽ là một tình huống cương giữa đường. Và như vậy Zep bắn tốt. Dexter đã bị sát đào và 3 thành viên còn lại đang di chuyển vào Amen với Bulldor. Vừa lan được bút vào, di chuyển vào trong bom sai né là rất hợp lý. Bây giờ thì Hát có những người bắn lỗi và Dick Stacy là người có mạng. Như vậy thì Zep đang tay lên, Bulldor sẽ mở cửa. Smoke đâu rồi? Vâng, không có Smoke mới đen chứ. Vâng, bây giờ thì bắn rất nhiều góc. Ui, vâng, Alistar có mạng của Sterling rồi. Ngắm là rất nhanh chóng. Round thiếu này sẽ là 2-2 và Dick Stacy đã trừ 99 mất rồi. Dick Stacy thì đang đứng trên Heaven, chờ đợi người đồng đội đặt bom. Một quả bom đặt kín. Cả hai người cùng di chuyển từ hai quay lên. Dick Stacy chỉ cần có một mạng thôi thì lợi thế là rất nhiều. Dick Stacy không biết điều này. Không biết. Di chuyển rất thông minh và lão nháo. Alissa có mạng của cắt. Đây rồi. Nhưng không bắn lỗi. Vâng, Dick Stacy còn một mạng thôi. Và đó là tình huống cơ lắc với 1 HP. Quad kill dành cho vị trí của Dick Stacy. Và một trận thi đấu mà có rất nhiều quad kill đến từ Dick Stacy. Và bây giờ sẽ là round thi đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ nhất. Order sẽ yếu tiền trong round thi đấu này. Tôi nghĩ rằng tỷ số sẽ là 10-5 thôi. Tôi nghĩ rằng tỷ số sẽ là 10-5. Vâng, Greyhound Gaming họ pick luôn cho mình bên T-side. Họ bắn cho Order hiểu luôn. Đã dám pick cà chê với chúng tôi này. Vâng, Alistar đẩy mid rồi. Nào đẩy đây, nào đẩy nữa đấy. Lên nữa đấy. Vâng, bây giờ chỉ cần Sterling vẩy một phát sang bên tay trái thôi. Kiểu gì Ali nằm xuống này. Vâng, bây giờ thì bắn đi. Vâng, đục đi anh ơi. Cứ đục xuống bóng thôi. Flick cái là họ chết chứ có gì đâu. Vâng, Alistar quyết định phải lùi về. Nết ném vào xuống bóng. Úi trời ơi. Còn nết 55 máu. Khác gì nết cụ hồ đâu. Vâng, bây giờ Nick Stacy có tình huống cương. Double kill hay không? Chỉ là một mạng. Ngay sau đó thì Dexter kết thúc Alistar. Ở khung hai quay đang có người. Nhảy lên đây. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Đúng là như vậy. Và Sterling có mạng của Inns. 2 vs 4. Cơ hội dành cho Order sẽ là không còn nữa. 1A và 1B. Nhưng ít nhất chắc chỉ đổi được thêm 2 mạng nữa thì cũng gòn rồi. Khó dành cho bên phía Order. Manta đang bách về khu vực bom sai B. Bom vẫn đang cố gắng quắc. Vâng, Order chỉ còn lại 1DE với 1CZ. Vẫn còn 1 nết 1 flash ở đây. Hát đang chờ đợi. Tiếng này nếu như Hát có mạng của Manta thì thôi cũng phải nằm xuống rồi. Vì đang có 2 người đi cùng cover. Bây giờ là lách check góc rồi. Check rất cẩn thận và chỉ có Đinh và tôi. Và Dexter lại bắn chết Manta thêm một lần nữa. 2 lần trong trận thi đấu này Dexter đều bắn chết với chiếc Manta. Vâng, Clean Fit lại xoay rồi. Alo. Như vậy thì Clean Fit lại xoay. Có chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi đang xem mượt mà. Tôi đang xem mượt mà. Tại sao lại xoay? Như vậy thì anh em sẽ cùng chờ đợi một chút để mình kiểm tra xem lý do vì sao mà lại xoay thế này. Ô, chuột đâu rồi? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Như vậy thì đúng là 10 năm dành cho Greyhound. 10 năm dành cho Greyhound Gaming. Và round thi đấu này thì nếu như Greyhound ăn một cái piston thì không khác gì kết thúc một trận đấu cả. Một trận thi đấu mà Order
up 5 quả bom, 2 lửa, 2 flash và 1 smoke. Vâng, bây giờ thì Alisa vào thủ 3A, nếu như không bắt nữa thì thôi cũng chịu luôn. Và bây giờ Dexter có mạng của In, bắn qua lỗi và mình chịu Dexter xin lửa đốt chết rồi. Và hát có mình mạng của Dexter, trong side vẫn đang là Sterling và Sterling bắn lỗi. Và Game Machine là người có mạng, và như vậy thì Ocas đã móc một phong lip, lộ ra cái đầu của mình, Ocas lấy lại lợi thế 2-2. Vâng, máu trên người của Reha đang là rất nhiều. Úi trời ơi, lách thế này thì thôi, bắn cái gì đây. 1-1, 67 đấu 71. Vâng, bây giờ thì nửa máu, yếu, và đó là round thắng cho Greyhound. Order sẽ không giành chiến thắng trong map Piston này. Tỷ số là 11-5. Rồi. Vâng, đêm qua thì nằm ngủ và chắc là do điều hòa lạnh quá là hôm nay sổ mũi luôn. Những đứa thì sẽ nốc 1-2 viên thuốc vào để cho nó tịnh tâm hơn tí anh em ạ. Nó hơi ngạt mũi một chút. Vâng, rồi chúng ta sẽ quay trở lại với round thi đấu thứ 17. Full bài đến từ Greyhound và Order sẽ phải eco trắng. Map pick của Order đấy anh em ạ, map pick đấy. Nói chung là map cà chê này thì rất ít player, rất ít những team top team họ pick cái map cà chê. Như vậy thì Ocas có một tình huống pick rất dễ dàng. Alistar không check cong, double kill rồi. Nhưng bây giờ thì có lẽ là triple kill. Lại quay OO. Và MG kết thúc Ocas 3-4. Nhưng round thắng thứ 12 sẽ đến với Greyhound thôi. Dexter đang yếu máu. Hiện tại thì đinh rồi, dăm sót luôn. Một số mốc được trả vào. Ui, sao lại quay mặt đi. Vâng, Starling nằm xuống. Vâng, ngay sau đó thì Dexter là người nằm xuống tiếp theo. Đưa về tình huống 2-2. Một khẩu Glock có 3 mạng. Vâng, Emergine đang chạy rồi. Vị trí của Inz và Emergine cũng đều có súng. Và bây giờ thì có một tình huống cương ra. Và Nick Stacy bay quá. Một mạng rồi. Và cuối cùng thì Manta kết thúc Emergine. 12 năm dành cho Greyhound Gaming. Những sự cố gắng đến từ Emergine nhưng không thành công. 12 năm rồi. Và bây giờ thì Order full buy. Hội để kết thúc trận đấu là rất gần. Bạn ta trốn rất kỹ ở trong thùng checker. Bây giờ thì bên phía Order họ sẽ chủ động di chuyển với rất nhiều người ở khu vực Blue Door. Round thiếu này thì Greyhound chơi rất chắc kèo, đó là 2 mid cùng với đó là 2 B. Hoặc chính xác là 1 mid và 3 B. Round thiếu stack B, nhưng bây giờ thì có lẽ như Order sẽ đánh vào A. Sterling đang báo cho những người đồng đội của mình. Ui, smoke ném kín như thế này thì chết à. Vâng, smoke che luôn cả Haven, che luôn cả ở trong bom dài. Nhưng Sterling một điều gì đó khi diệu vẫn xảy ra. Bắn chết hát sau quả smoke này. Bắt đầu vào check side rồi. Rất nhiều bom được set vào cùng bom xe A đến từ vị trí của team Order. Vâng, có những quả bom ném trả vào đây. Smoke bắt đầu tan đi thì các thành viên Order vẫn chưa vào. Dép một người đổi được mạng của Dexter. Và bây giờ thì Dexter kết thúc được dép. Đưa về một tình huống 3-4. Hai người đang stack ở trên khu vực quad. Vâng, chỉ cần di chuyển vào sớm thôi sẽ là hợp lý. Alistar đang chọn cho mình một góc đẹp nhất có thể. Vâng, không nhìn thấy cái đầu. Khó rồi, vâng, đúng là khó rồi. In còn 5 máu. Cần refi xuyên smoke thôi cũng đủ chết. Và như vậy thì In quyết định sẽ đi safe. Thôi sai thả mình. Ocas có double kill và round thắng 13 đến với Greyhound. 13 năm. Một trận đấu với mức tỷ số rất là nhanh chóng. Học được smoke nên pick cả chê. Nghe thế thì nó lại dễ quá nhỉ. Vâng, bây giờ thì bên phía của Greyhound Gaming họ vẫn đang có full rifle.
Order sẽ full buy trong round thi đấu này. Và như vậy thì đây sẽ là một key round để lên match point cho Greyhound Gaming. Và hiện giờ thì Order họ không còn gì để mất nữa cả. Họ bắt buộc phải đấu đến chết thôi. Vâng, ngay sau đó thì một tình huống ném xuống bốc ra không gì. Round thi đấu này thì bên phía của team Order họ đang đang có một người yếu súng, Alistar kết thúc Dasty. Vâng, Imagine có mạng ở Manta vì chú của Zep. In kết thúc được hai người khu bom sai B rồi. Như vậy thì Order họ sẽ thắng trong map trong round thiếu này. Sterling còn sống cuối cùng sẽ là đi xếp súng rồi. Round thắng thứ 6 cho Order. Liệu rằng có comeback được hay không? Nếu như một thắng thì phải comeback đến 7 round. 7 round. Một con số khá cao để Order có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Sorry anh em chút, mình hát xì nhiều quá. Đây là một round thi đấu mà Greyhound họ chủ động eco mà thôi. Nhưng vẫn bắt được ba súng rồi. Cái gì xảy ra đây? Alistar có mạng Urkast. Hai đấu bà, nhưng bây giờ thì Greyhound họ có hai súng với giáp một. Cơ hội giành chiến thắng đang là rất nhiều. Vâng, Alistar đang kê đẹp. Vâng, Nick Stacy thôi. Và đó là mạng cho mình chịu Nick. Vâng, Inz là người còn sống cuối cùng. Một round thi đấu eco đến từ phía trước Greyhound. 3 vs 1. Liệu rằng có cửa để cho In hay không đây? In bắt đầu lộ vị trí rồi. Như vậy thì đang đứng rất gần Blue. Đóng cửa vào cho nó chắc chắn. Đấy, đấy, đấy. Mở ra, nào, nào. Ờ, mở nữa đi. Vâng, Nick Stacy có mạng của In rồi. Như vậy thì đó là một tình huống có lượng, có cưa kéo xẻ. Vâng, có cưa kéo xẻ đến từ Inz. Cùng với đó là vị trí của thành viên hỗ trợ cho Nick Stacy trong tình huống vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 14-6. Có lẽ thì sẽ là GG cho Order thôi. Order có lẽ thì sẽ hơi khó để có thể comeback trong map chiều này. Vừa rồi thì có lợi thế hơn người. Bây giờ thì Dexter. Ôi Dexter ơi. Manta đang trốn trong sai. Như vậy là không biết kìa. Vâng, di chuyển rất thông minh tiếng này. Và Sterling của Vedercat bắt được hai người. Và vị trí của Manta có thêm mình mạng Imagine. Quẩy bom sai là quá hay. Vâng, múa bom sai. Bây giờ thì back lại ngược ven. Order sẽ back lại ngược ven để back về. Vâng, Urkast cũng đã phán đoán ra một điều gì đó ở mid anh ơi. Nhưng bom hiện giờ đang rời khu bom sai B. Vâng, ngay sau đó thì mình chịu ở H bắn chết Urkast rồi. Lại khó cho Manta. Manta một đấu hai. Tôi nghĩ Manta sẽ làm được.
chọn cho mình một góc đẹp rồi. Bây giờ thì thôi, sai thảm mình. Và đó là In kết thúc được Manta đem về round thắng thứ 7 cho Order. Tỷ số là 7-14. Giờ thì bên phía của Team Order họ vẫn đang có cơ hội full buy. Greyhound game mình nếu như muốn thắng thì phải comeback ba map, comeback ba map thông. Order chỉ cần thắng 2 map thôi. Thủ đang pick map cho nhau. Vâng, round thi đấu này thì bên phía của Team Order họ đang di chuyển rất nhiều người khu vực cửa main. Vâng, đẩy lên đây main rồi. Vâng, bắn đẩy quá lão nhưng không có ai cover cả. Cũng khá khó hiểu đến từ vị trí của Greyhound. Nhưng ngay sau đó thì vị trí của In lại hết shot của Dexter nữa. Vinh Stacy nằm xuống. Vâng, trận thi đấu này, round thi đấu này thì Order đang bắn rất hay. Chỉ còn là một mình vị trí của Sterling với cầu ọp. Xếp súng là chắc rồi. Round thắng thứ 8 đến với Order. Sterling có lẽ như sẽ khó để xem xuống. Vâng, đúng là khó. Alistar kết thúc. Như vậy thì sẽ nhận up. Round thắng thứ 8 cho Order. Tỷ số là 8-14. Round thi đấu này thì Order họ sẽ vẫn di chuyển ra mid. Một trận thi đấu mà Greyhound đang rất vất vả để kết thúc. Họ đã lên được 14 rồi. Nhưng bây giờ thì phải đối mặt với rất nhiều những round thi đấu eco. Order thì vẫn đang trên đường comeback. Cách biệt bây giờ cũng chỉ còn là 6 round mà thôi. Chờ đợi ở khu bom sai B sẽ có lửa check. MG đang tành vào đây, sao vào thì đối với 3B. Vâng, lộ ra rồi. Ở trong bom sai là vẫn còn. Vâng, cần phải có cuộc đánh động. Zep đang tành vào, đó là mạng cho Zep. Bây giờ thì Manta đổi được in. Vâng, cuối cùng thì Manta chưa có mạng thứ hai. Đây rồi, cuối cùng có mạng thứ hai phải nằm xuống bởi vị trí của Hass. Như vậy thì sẽ là 1 vs 2. 1 vs 2 trong round thi đấu này. Và Dexter chỉ đang sử dụng USB mà thôi. Round thắng thứ 9 đang đến rất gần với Order. Thám mình di chuyển. Như vậy thì lửa ra. Vâng, bắt đầu chạy rồi. Ôi. Vâng, không sao cả. Như vậy thì bắt được 4 súng trong một round thi đấu Eco. Tỷ số là 9-14. Đấy, lại mua cột đến từ Cameraman. 9-14. Đặc biệt bây giờ cũng còn lại có 5 round. Funico mất 4 súng luôn. Và Alistar Order trong round thiếu này thì họ đang set smoke vào trong bom site A. Liệu rằng có đánh vào A luôn hay không? Hoặc bom đang giữ ở mid rồi. Tôi nghĩ rằng là sẽ đánh về khu bom site B. Vâng, thêm một quả nết ném ra. Mình chia tay đã set bài vào trong A rồi. Và bây giờ thì lên đối bắn nhau. Chỉ có Dexter chỉ có một mạng phải nằm xuống với Imagine. Vâng, ở khu bom site B vẫn đang có 2 người. Cần phải phá fan sớm. Vâng, đã lên fan. Đánh thẳng vào luôn và đã mất hai quay rồi. Thôi bình tĩnh thôi. Alo. Xoay đều. Vâng, 4-4. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu điều gì sẽ xảy ra.
Tôi vẫn đang chờ đợi. Đây rồi. Vâng, đó là tình huống mà Grey Owl Gaming bắt được 3 súng bên phía của Team Order. Vẫn xoay tiếp, tôi em xin các anh đấy. 14-9 rồi. Thôi. Thôi mà các anh ơi. Vâng, như vậy thì vẫn đang làm tình huống 2 đấu 4. Anh em đợi chút để mình đổi đường truyền. Chuột đâu rồi? Alo. Alo, chuột. Vâng, như vậy thì là 15-9 rồi. Vâng, bây giờ thì tình huống hiện giờ đang là 1-2. Vào thằng thứ 10 có lẽ như sẽ hơi khó để có thể đến với các thành viên bên phía của Team Order. Vâng, 10 round thắng cho Order rồi. Tỷ số bây giờ đang là 15-10. Và round thi đấu này thì bên phía Greyhound Gaming Eagle 15-11 sắp đến. Bên phía của Order họ đang có tuần đẩy về. Vâng, Imagine có mình mạng của Dexter. Ở khu vực bom sai. Ở khu vực bom sai A hiện tại thì bom đã đặt thành công. Ở bom sai B thì vẫn đang sở tách 4 người. Như vậy thì Greyhound sẽ bắt súng. Và trận thi đấu đã sang kèo over. Thôi, chỉ bắt được một súng đến từ với chiếc Imagine. Cố gắng đi bắt thêm người và Alisa có mạng ở Cast. Rồi thắng thứ 11 dành cho Order.
11, 15. Greyhound vẫn xe chủ động hát bài trong round thiếu này. Bây giờ thì bên phía Order họ đã mất đi 3 súng, chỉ còn lại 2 thành viên cuối cùng còn sống, đó là Nick Stacy với cả Urkast mà thôi. 15-12, Order vẫn có cho mình draw thắng thứ 12 trong trận đấu này. Nick sẽ đi xe bọc. Thôi thì chết thôi chứ đứng lại làm cái gì. Bom sẽ nổ. Không có cơ hội để cho Greyhound của mình có thể cứu bom. Vẫn có người đứng lại hai quay luôn. Hiện giờ tỷ số vẫn đang là 15-12. Trong round chiếu này thì bên phía của Greyhound full buy với vị trí Sterling sẽ là người cầm off. Liệu rằng có thể kết thúc trận đấu hay không? Đang căn vết là em Smoke ở mid, hiện giờ thì đang là Urkast. Lại là quả nết quen thuộc. Quả nết này thì có vẻ chính xác hơn một chút. Giờ thì bên phía Order họ đang tràn ra mid. Có cứu được overtime hay không? Bây giờ thì Order họ cần phải cứu overtime nếu như muốn giành chiến thắng. Một sự comeback 7 round. Cái quan trọng đây sẽ là một round thi đấu để cứu về overtime. Vâng, bắt đầu set bài trong cuộc bom side B. Hiện giờ thì ở B đang có 2 người. Nick Stacy cần phải tỏa sáng. Vâng, vị trí hiện tại thì đang có tình huống lag ra. Ta có mạng dành cho Alista rồi, Mata hạng thành công in và Nick Stacy có mạng của Zed. Và đầu 4 xuống này. Vâng, sẽ là tình huống bắt yếu. Quá khó cho Order rồi, như vậy thì sẽ là thắng thứ 16 hay không đây thôi. Chỉ còn lại một mình Alista với cậu họp thôi. Vâng, hay rồi, vâng chỉ còn lại một mình Alista. Kết thúc trận đấu ở đây. 16-12 sẽ là tỷ số cuối cùng. Hay một phép màu đến với Alista. Vâng, bắt đầu vào, có cho mình một mạng 9 giây và kết thúc trận đấu. Greyhound giành chiến thắng với tỷ số là 16-12. Vâng, tỷ số kết thúc. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 16-12. Trong map thi đấu Cache này. Vâng, và như vậy thì map thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để chờ đợi đến map thi đấu thứ hai. Mình xin phép anh em ra ngoài một chút, sau đó thì mình sẽ quay trở lại ngay bây giờ thôi. Anh em chịu khó xem tạm màn hình clip feed tí nhá, rồi mình sẽ quay trở lại luôn. Anh em đợi chút, mình chỉnh lại cái clip feed.
I've been there since the beginning. Every map, every frag, every moment. I run, but I never hide. With knowledge comes power, and power is to be wielded wisely. Which is why, as the expert, I bet with Betway. If you know CSGO, then you'll know the best way to bet on esports is with Betway, for the love of the game. Intel Extreme Masters is headed to the Midwest this November in Chicago. Get your tickets now at iem.gg/tickets. ESL Pro League is brought to you in part by the City of Odensee, Betway, Pay Safeguard, Logitech G, MSI, and ESEA.
Vâng, và chúng ta sẽ quay trở lại với map thi đấu thứ hai. Rồi anh em đợi một chút nhá.